Hey, xin chào các bạn, mình là Hưng Khúc Và khoảng là một tháng trước thì mình đã làm video về hệ sinh thái của Samsung rồi Tuy nhiên thì đấy mới chỉ là những cái trải nghiệm ban đầu và nhận định của mình về hệ sinh thái Samsung thôi Giờ đây, sau một tháng thì mình đã có đầy đủ đồ nghề Galaxy Note 20 Ultra, Buds Live, Watch 3 và cả chiếc Tab S7 Plus ở kia Thì mình trong một tháng vừa qua mình đã thực sự sống trong hệ sinh thái này Và mình đã thực sự hiểu về cách mà chúng liên kết với nhau như thế nào và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là để xem là hệ sinh thái của Samsung nó có thực sự ngon hay không nhá. Trong video lần trước thì mình có nhận định là Galaxy Note 20 Ultra chính là trung tâm của hệ sinh thái Samsung. Và sau một tháng trải nghiệm thì mình thấy rằng điều này hoàn toàn đúng. Nhưng mà sau một tháng mình nhận ra một cái thứ hay hơn cơ. Đó chính là nếu mà chúng ta coi Note 20 Ultra là trung tâm trong hệ sinh thái này thì cái vị trí số 2 cũng cực kỳ quan trọng, đó chính là chiếc Galaxy Buds line này. Và mình nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ cái con Buds line này đầu tiên bởi vì uh, thông thường thì số 2 hay bị lãng quên lắm, người ta chỉ nhiều đến số 1 thôi. Nhưng mà cái con số 2 này nó đáng nhớ. Thứ đặc biệt nhất trên chiếc Galaxy Buds line này thực ra không phải là cái thiết kế đâu nhá, mà chính là cái khả năng kết nối của tai nghe. Samsung đã trang bị hai tính năng vô cùng hữu ích và đã có từ thời Buds cộng đời trước đó rồi. Mà lạ là chả hiểu sao chả ai để ý đến nhở Đầu tiên ấy, đó chính là cái tính năng mở nắp là tự động kết nối luôn. Không phải là chỉ với điện thoại Samsung đâu nhá, mà cả với máy tính của Windows nữa cơ. Và Microsoft gọi đây là Swift Pair. và tính năng này đã có mặt từ 2018 trên laptop Windows rồi. Nguyên tắc hoạt động của nó thì cũng quen thuộc như là ở trên điện thoại của anh em thôi. Mở nắp lên, một thanh thông báo nó sẽ tự động hiện ra để cho anh em có thể kết nối nhanh được, khỏi cần mò vào mục Bluetooth trong setting làm cái gì cả và mình nhận thấy rằng cái dòng Galaxy Bus dường như là dòng phụ kiện duy nhất do bên thứ ba làm hỗ trợ tính năng này. Và như anh em đều biết ấy, ở view thì mình phải sử dụng rất nhiều laptop để đánh giá. Vậy nên thì việc hỗ trợ swipe pair ở trên Galaxy Bus là một chi tiết quá tuyệt vời. Phải công nhận một điều rằng sự kết hợp giữa Samsung và Microsoft đã tạo ra rất là nhiều những cái sự liền mạch, những cái trải nghiệm rất là sướng cho người dùng đồng thời thì burst line cũng tiết kiệm được cho mình rất nhiều thời gian chuyển đổi giữa các thiết bị khác nhau nữa. ở à đây như anh em thấy đây, mình có rất là nhiều thiết bị khác nhau. À, ví dụ như ở chiếc nút thay ultra này, à, tab s 7 plus này, đồng hồ galaxy watch này, rồi còn cả laptop nữa chứ. bình thường ấy khi sử dụng những loại tai nghe khác thì mình mất rất nhiều thời gian để có thể làm những công việc rất đơn giản ví dụ như là uh, ngắt kết nối cái máy này, rồi bật bluetooth lên để có thể kết nối lại với máy kia tốn khá nhiều thời gian đấy Còn đối với Windows và thiết bị Samsung Mọi thứ nó đã dễ dàng hơn đi rất là nhiều rồi Mình chỉ cần vào phần cài đặt Bluetooth của thiết bị mà mình muốn kết nối Nhấn vào là xong Tiết kiệm được một nửa thao tác Samsung gọi tính năng này là Seamless Connection Và kể từ khi dùng nó thì mình đã không thể sống thiếu nó Sáng đi làm kết nối với tai nghe, với laptop Chiều đi cà phê, lô điện thoại ra nghe nhạc Lúc cần đánh máy một chút thì chuyển qua Tab S7 Plus Tối chạy bộ thì chỉ cần chuyển sang nghe nhạc bằng Watch Bar Chuyển đổi chỉ bằng 2 cho đến 3 thao tác là xong Phải công bằng mà nói thì cái tính năng này nó không quá mới Nhưng mà không phải là thiết bị nào nó cũng có Và phải công nhận là có nó thì nó tiện lợi hơn rất là nhiều đấy Như vậy thì chúng ta coi cái con bus line này Là sợi dây kết nối trong hệ sinh thái của Samsung Là cái yếu tố quan trọng thứ hai là cũng đúng hay chưa đúng không? Tính năng sạc ngược không dây cũng là thứ mà mình không ngờ là mình dùng tới rất là nhiều để như vậy. Ban đầu thì mình cũng giống như rất là nhiều bạn đang xem video ở đây, nghĩ rằng cái tính năng sạc ngược không dây thì nó cũng chỉ là một cái tính năng làm màu thôi, nhưng mà không hiểu từ bao giờ mình lại vô thức sử dụng tính năng này ngày một nhiều hơn. Mình dùng tính năng sạc ngược không dây này chủ yếu là để sạc qua đêm cho chiếc Galaxy Watch 3 này. Mà như anh em đều biết ấy, hầu hết smartwatch bây giờ thì đều sử dụng chuẩn sạc riêng thôi, uh, cắm từ đế xuống thôi, chứ đâu có sử dụng cái chuẩn type C như bây giờ. Mà cái điều mình rất là hay quên, toàn uh, quên cái đế sạc uh, cái con watch band ở công ty thôi. Thế là đến khi nó hết pin buổi tối, mình chỉ cần dùng một cái cáp sạc là đã có thể sạc song song cả điện thoại lẫn đồng hồ rồi và thỉnh thoảng là cả bus line nữa. đúng là dùng chung một hệ sinh thái thì nó uh, tiện thật đấy. Mà nhắc đến chiếc đồng hồ Galaxy watch 3 này thì nếu như có bất kỳ một cái điều gì khiến cho mình cảm thấy cực kỳ thích trên chiếc đồng hồ này, thì đó chính là khả năng hẹn giờ của nó mình có một cái thói quen đó chính là cứ làm việc vài tiếng thì mình sẽ nghỉ ngơi ở giữa vài phút để hồi lại thì việc có một chiếc đồng hồ có thể hẹn giờ tự động hẹn giờ thì nó rất là thích rất là tiện và điều đặc biệt ở đây đó chính là nó sẽ không làm phiền đến những người xung quanh mà cái việc là tắt báo thức bằng vòng xoay thì nó cũng cực kỳ gây nghiện đấy nó như kiểu là các bạn vừa được thưởng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vậy đấy ok mình nhắc đến cái tính năng hẹn giờ này đó chính là bởi À, khi mà sử dụng đến cái tính năng hẹn giờ này thì mình mới nhận ra một cái nhược điểm trong hệ sinh thái của Samsung. Đó chính là ứng dụng trên đồng hồ Watch3 này với cả ứng dụng trên chiếc Note 20 Ultra này nó hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau. Có nghĩa là bình thường mình muốn tắt chuông hết giờ thì mình lại phải với lấy chiếc điện thoại thay vì dismiss nó ở ngay trên đồng hồ và ngược lại. Hoặc là nếu muốn đặt báo thức đi thì mình toàn phải là đặt hai lần mà cũng phải tắt đi hai lần trên cả hai thiết bị đó chứ. Khá là bất tiện sao mà nó không linh với nhau như là cách mà ứng dụng Spotify hay là Music của Samsung hoạt động với nhau trơn tru và mượt mà trên cả hai thiết bị nhỉ? Bấm play trên đồng hồ là phát nhạc, tự chơi game trên Note hay Ultra luôn. Và có thể thấy rằng Tizen OS trên Watch với cả Wear OS trên Note nó vẫn chưa phải là một cho lắm. Nhưng mà thôi, dù sao thì những cái tác vụ chính của một chiếc smartwatch ví dụ như là gửi nhận tin nhắn này, nghe gọi này là những thứ quan trọng nhất thì Watch 3 và Samsung Galaxy Note 20 Ultra vẫn là anh em hòa thuận trong một nhà, vẫn linh được với nhau rất là nhanh và trực quan. Đó chính là thứ mà chúng ta cần ở một chiếc smartwatch. Chẳng qua là mình nói là để cho anh em hiểu hơn về cái bản chất các thứ nó linh với nhau như nào thôi nhá. Rồi, nói phụ kiện hơi nhiều rồi đấy. Bây giờ chuyển qua nói về chiếc Note 20 Ultra này đi. Cái top 1 này, này đến thứ 3 mới nói. À, về cơ bản thì những cái trải nghiệm của mình với Note 20 Ultra vẫn được giữ nguyên Mình cũng đánh giá về nó rồi nhưng mà cái điểm khiến cho mình thích nhất ở trên Note 20 Ultra này đó chính là Việc mình có thể đồng bộ toàn bộ hình ảnh của mình lên đám mây Thông qua tài khoản Samsung liên kết với cả Microsoft OneDrive Yeah, Samsung account bây giờ đã thể link được với cả Microsoft account rồi Toàn bộ hình ảnh của mình sẽ được đồng bộ xuyên suốt từ Note 20 Ultra Galaxy Tab S7 Plus Vậy nên thì việc chuyển hình ảnh nó ra dễ dàng à, Tuy nhiên, càng dùng nhiều thì mình lại càng thấy Việc liên kết giữa Note 20 Ultra và Windows nó vẫn còn hơi chậm và hơi hơi lác lác Và nếu có đến 3 thiết bị như bây giờ thì giải pháp tối ưu nhất của mình vẫn là gửi file cho chính mình qua Telegram hoặc là tải lên cloud Có vẻ như là chúng ta vẫn chưa có một cái giải pháp nào có thể truyền file đa thiết bị tiện như là Android nhỉ cũng may là ứng dụng file của Samsung cho phép người dùng add tài khoản cloud vào để quản lý, không khác gì như trên máy tính. Thế nên thì khi mà mình dùng làm việc tải file trên Galaxy Tab S7 Plus này thì nó cũng đỡ khó chịu hơn một chút. Mà nhắc đến Galaxy Tab S7 Plus thì Hôm qua mình có cũng đã có một cái bài trải nghiệm một tuần với cả nó rồi Sử dụng thay laptop luôn Thì con này nó có một cái rất hay Bạn lắp sim vào và sử dụng như là một chiếc điện thoại độc lập Ghê thực sự nhỉ và đó chính là những cái suy nghĩ của mình sau một tháng trải nghiệm hệ sinh thái của Samsung. Ở trong video ngày hôm nay thì mình không muốn đi sâu hơn vào những cái sướng của từng thiết bị nữa. Bởi vì mình đã nói rất là rõ trong những bài đánh giá chi tiết rồi. Những cái sướng, những cái dở trong từng thiết bị thì mình đã nói quá rõ rồi. Mà mình tập trung nói về cách từng thiết bị này nó liên kết với nhau như thế nào thì mình kết luận lại ở đây đó chính là cái hệ sinh thái của samsung ấy đó chính là nó kết nối rất là nhiều mô đun khác nhau nó là hệ sinh thái của samsung thôi nhưng mà nó là sự kết nối của microsoft của cả google nữa để có thể tạo thành một hệ sinh thái và do nó là mô đun ghép nối vào với nhau thế nên thì nó sẽ bị phân mạch à, nó có một cái điểm lợi đó chính là nó sẽ có rất là nhiều cách để cho các bạn có thể sống với cái hệ sinh thái này và cái cách như thế nào thì mình cũng đã chia sẻ rất là rõ trong video ngày hôm nay rồi có thể là 10 người sử dụng hệ sinh thái của Samsung thì sẽ có 10 cách sử dụng khác nhau đúng không còn hệ sinh thái của Apple ấy đó chính là cái kiểu kín à, phương châm của Apple đó chính là kín tất cả mọi thứ Vì vậy thì nếu mà có 10 người sử dụng hệ sinh thái của Apple Thì 10 người như một Còn nó thích, nó dở thì nó tùy thuộc vào cái gu của các bạn mà thôi nó tùy thuộc vào cái công việc của các bạn nó như thế nào mà thôi ok các bạn đánh giá sao về hệ sinh thái của samsung hãy cùng comment phía bên dưới nhá còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại đừng quên join group thành viên friend để tham gia mini game cho kênh a phone sắp tới quà to đấy link mình sẽ để dưới phần mô tả trong video nhá còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại